Hello, welcome back. Mình đang chơi Scary Teacher. Looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise. Thấy trên mạng có mấy phiên bản mới rồi đấy nhưng mà chưa tìm thấy đâu. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Chúng ta hãy lấy những cái đồ vật này. Mỗi khi chơi toàn thiếu thôi nên không hoàn thành được. Đây chúng ta sẽ lấy đầy đủ luôn. Xin luôn cái này này. Có phải bình xăng nhỉ? À không, rồi đấy, hộp màu. Hộp sơn này. Xích luôn cái hộp này đi. Reveal will blow everyone's mind at the party tonight. Thế là ăn rồi mà. Bây giờ chúng ta cứ đợi cái bà này ra và phi cho một phát. Chết rồi, chết rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Oh, I just win life, don't I? Nhân vật mới này nhưng mà chả thấy bao xuất hiện cả nhé. Chả được chọn này. Chúng ta chơi âm không? Ồ, không được làm imposter thôi. Mình sẽ nhìn cách di chuyển của những nhân vật này để đoán được ai là kẻ giả mạo. Ồ, điểm danh không có đấy. Có cái gì báo động nhỉ? Ồ, đây là lõi năng lượng của con tàu này. Ồ, đèn đấy. Chúng ta bị trừ khử rồi. Ôi, áo hết rồi. Chưa xong mới còn mấy nhân vật đấy mày. Chỗ này chỗ nào đây? Rồi.
Ok, chúng ta sang xây dựng. Chúng ta đã có mặt có mũi ở trong game rồi. Ô, con robot à? Yeah, một con zombie đóng băng. Chết rồi. Chết rồi. Trò này chơi dễ quá. Cái biển cảnh báo kia có vẻ như là chúng ta sẽ đi vào khu phóng tên lửa. Có một luồng điện này. Chui vào đi. Ồ, đây mới gọi là tối này, không nhìn thấy cái gì cả. Ồ, go to moon rồi. Cái gì đây? Hút xuống. Đó, mất trọng lực rồi, đi qua chỗ này mất trọng lực rồi. Đấy, tiếp. Ô hồ. Cái tàu con thoi này, nó đáp xuống mặt trăng rồi. Trời này gió lốc quá. Ô, rét quá. Rét quá. Chúng ta sẽ sang game Scary Teacher này. Ồ, cái game kiểu gì thế này? Sao học sinh nó bị treo thế này? How dare you come late in my class, you idiot. I will punish you to the death of an idiot. Oh God, where am I? Ha, đang ở đâu này? That was a horrible dream. Miss Bella is so scary. I should do something to punish her back. Mom must have made breakfast for me. Let's brush teeth. Oh, chơi được chưa? Ê, nào đi nào. Ô, trò này di chuyển hơi khó. Ôi ôi, cam gì mà di chuyển khó thế này, chơi trống hết cả mặt. Đi đâu bây giờ? Mười tám, mười chín mét. Ôi, xuống kia rồi. Thank you.
chịu quá ấy. Ông vào làm quả game này để cái góc quay ấy, khó chịu thật. Fresh. Now I should go and have breakfast. Bỏ bài đi đâu tiếp đây. Wow. Mom made my favorite chicken drumsticks for me. Oh no. I'm again late from school. Now teacher will punish me in real too. Now I should pick my bag from my room and go to school immediately. Đúng chưa? Game này cần chỉnh sửa ngay để chóng mặt lắm trời này, không chờ đâu. Ready. Let's go to school now. Let's go to school now. Lớp đâu, cửa đâu? Ôi chóng cả mặt luôn. À, chúng ta đừng di chuyển cái này. Đừng chạm tay màn hình hai ngón là sẽ bị lia cam. Góc quay nó sẽ bị lìa. Nó chạy à? Một học sinh rồi. Lớp ở đâu? Kia sao ấy? Trời thôi. Yeah, sự kiện tuần này. Ô
đấy là sự kiện tuần, tức là mỗi tuần có một lần. Ôi chết rồi. Ôi ui, hỏng hết việc rồi. Ôi trời, mày quá, sống lại rồi. Xem một cái đoạn quảng cáo 30 giây sống lại luôn. Kết thúc sự kiện tuần sang sự kiện hàng ngày đây. À đây gọi là nhiệm vụ hàng ngày thôi, không phải là sự kiện hàng ngày. Ôi giời, thế nó đâm vào cái này. Một nhiệm vụ. Xịt thật. Con này đúng là vô dụng, chả lần nào ra được zombie cả. Yes. Chúng ta sang Siren Head Grab Granny. Open. Oh, chúng ta đã vào. Yeah. Còn quái vật chúng ta đối diện nó rất là ngu. Ủa, chìa khóa đây. Ô quá rồi. Xem nó sẽ làm gì nào. Where are you? Ủa, tay dài ôi. Đó, chúng ta sẽ scary gì đấy. Game này game tối đấy. Game tối này khó quay lắm. Ba cà rồng. Ồ, vào đây sáng sủa đấy. Rồi 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 rồi. Ồ, trò này giống cái game Puppet King. Who's in my house? A mortal. Oh.
I think I... These cookies are horrible. Chúng ta chơi sushi war. Lần nào chúng ta đang ở cấp độ 6 level 6 chứ. Quá là chơi game rồi. Chơi game này xong mình lại muốn ăn xúc xích. Đói, đang đói. Đùa chơi game Teacher Fake vừa nãy xong chóng hết cả mặt luôn. Game góc quay nó khó chịu quá. Yeah, bye bye, see you again.